Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay một ngày rất là đẹp, thì mình cùng gia đình đi đến một cái chỗ mà chuyên cung cấp và bán những cái dòng trailer, motor home, những cái camper dành cho những người nào đó thích đi cắm trại. Thì ở đây họ lựa chọn những cái dòng xe này để mà đi cắm trại vào mùa hè. Trước mặt các bạn đây chính là những cái gọi là những ngôi nhà di động đó. Nhìn thiết kế và mọi thứ rất là đẹp. Tại sao được gọi là những ngôi nhà di động? Sức chứa dành cho cả một gia đình rất là to. Đây là mình sẽ cho các bạn xem một vòng bên ngoài của chiếc xe này. Một chiếc nhà di động, một chiếc xe di động. Cũng mình xem là cái nhà di động có slide ra ngoài, có slide ra ngoài nữa để bên trong có thêm nhiều cái khoảng trống hơn. Trong nó rộng hơn. Chiếc này rất là đẹp. Mẫu mã, màu sắc, thiết kế. Ngôi nhà di động thật thụ là đây. Ok, bây giờ bên trong xem cái thiết kế cũng như cái nội thất bên trong như thế nào. Sức chứa được bao nhiêu người? Hãy bước lên. Đây là cái view ở bên trong, đây là cái view phía trước chỗ có cái TV và mấy cái tủ chỗ của tài xế đây. Xong, có trang bị rất là nhiều cái tiện ích trên này, khu vực của lái xe.